Em về cho anh em một con 8650 cốt trắng nha. Con này là 94. Sơn si zin 99% nha, máy zin 100%. Anh em nào không tìm cốt trắng thì ới em lại nha. Anh em có đồ về. Con này giá yêu lắm, ba mấy cũ thôi. Mọi người quan tâm cái dòng này nhắn em liền nha, full phụ kiện luôn. Ba mấy cũ. Ship toàn quốc luôn nha. Cái này là full kính bẩn luôn nha mọi người. Nước sơn rất là ok nha, chói đèn sáng. Sơn si đẹp. Mọi người về chỉ có đổ xăng vô là đi thôi, để vệ sinh sạch sẽ rồi. Bộ màu rất là ok nha, đầu bò sáng đẹp. Full đồ luôn, kính bẩn và ga. Ốc tán sáng đẹp nha. Hoàn hảo. Đầu bò sáng, ron cờ cao nha. Còn vuông cạnh luôn nha mọi người. Lóc đẹp không mất form. Rồi, cái bô ngon lành ha. Honda Goshi Super Cup. Dòng này thì máy cực kỳ ngon luôn. Ba ga đẹp, yên zin ha. Báo xăng rất là ok nha. Full chức năng luôn. Nếu quan tâm cái dòng này thì cứ liên hệ em nha, app Zalo em gửi ảnh full chi tiết luôn. Cái video này có thể là nó bị thiếu cái độ sắc nét này. Là để ảnh tĩnh á, mọi người dễ xem hơn. Con này đi được 7.000 cây ha. Kim chỉ còn đầy đủ. Cùng kiếp full chức năng. Full màu luôn, không bị bay màu gì hết. Xe đi rất là ít. Nổ máy phát nha. Chương 1 là nổ hơi ganti thì tầm mùa xuân luôn nha mọi người. Đây lực luôn. Lực dữ lắm. Khói đen là khói của cái bô nha. Anh em nào chừng nào mà ra khói trắng mới là lỏng bạc nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người sức khỏe. Nhắn em một cái là em tư vấn nhiệt tình nha mọi người.